cũng gần xa đang đến đây với chúng tôi để cùng tham dự một sự kiện vô cùng đặc biệt, để cùng chung vui và chúc phúc cho chú rể Lân Vũ và cô dâu Quỳnh Tiên. Và đầu tiên thay mặt cho bên gia đình, anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị, ngày hôm nay anh Quân cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ rất là vui mừng và hân hoan khi được góp mặt trong một sự kiện có thể nói là trọng đại nhất trong cuộc đời của anh Lâm Vũ, là một người anh, một người bạn mà chúng tôi rất là yêu thương và trân quý trong suốt những tháng ngày qua. Trong suốt một thời gian dài anh hoạt động nghệ thuật và cùng với chúng tôi đến với rất là nhiều các sân khấu và đến với đông đảo khán giả ở khắp mọi miền đất nước. Và ngày hôm nay là ngày vui của anh, nên cho phép anh Quân xin được thay mặt cho các anh chị em nghệ sĩ xin được một lần nữa và chúc mừng cho anh Lâm Vũ và chị Quỳnh Tiên. Và thưa quý vị, khi mà chúng tôi nhận lời mời của anh Lâm Vũ thì chúng tôi cũng thắc mắc một điều rằng là không biết là ngày hôm nay thì anh Lâm Vũ sẽ gửi tặng cái món quà tinh thần gì cho chị Quỳnh Tiên. Không biết đó có phải là sở trường của anh là âm nhạc hay là một món quà tinh thần nào khác. Nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng thì anh vẫn chọn âm nhạc, đó là một niềm đam mê, nhiệt huyết đến cháy bỏng của anh để gửi tặng cho cô dâu. Và thưa quý vị, đúng là bây giờ thì chúng tôi sẽ mời đại diện hai bên gia đình sân khấu. Tuy nhiên anh Quân muốn được hỏi anh Lâm Vũ luôn lý do tại sao anh lại quyết định chọn bài hát Em Là Vầng Trăng Của Anh để gửi tặng cho Quỳnh Tiên, và xin anh hãy một lần nữa chia sẻ về ý nghĩa và thông điệp của bài hát này tới tất cả mọi người, đặc biệt là với cô dâu, được không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Quân rất nhiều. Thật sự là khi mà Lâm Vũ có ngày đám cưới hôm nay thì đến giờ này thì Vũ vẫn còn là giống như là mọi người bạn của Vũ vẫn nói là mày đứng chơi đây là cái giỡn. Đến giờ này thì không ai nghĩ rằng là hôm nay là có một ngày trọng đại như vậy cho cuộc đời của Vũ. Tại lúc trước thì Vũ đã không suy nghĩ thế, nhưng mà hôm nay thì mọi việc trên đời này, khi mà Vũ có nghĩ ra một điều, mọi việc trên đời này đều có thể xảy ra. Và ca khúc Em Là Vầng Trăng Của Anh thì ca khúc này thì Vũ muốn dặn tặng cho người vợ tương lai của Vũ là anh Tiên đây. Em luôn luôn là một vầng trăng nhẹ nhàng, ngoan hiền, đẹp và lễ phép và hiếu thảo. Chính cha mẹ và mọi người luôn luôn đi một cách sống với tất cả những người anh em, những người thân xung quanh của mình. Và vầng trăng thì luôn luôn, vầng trăng thì luôn luôn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và đẹp đẽ vô cùng. Mình mong rằng tương lai của mình sẽ như bài hát này. Bố ơi, bố được không ạ? Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, là bất kỳ một ai thân thiết với anh Lâm Vũ, đặc biệt là các anh chị em nghệ sĩ đều biết rằng anh Lâm Vũ là một người rất là bộc trực, rất là thẳng thắn, thẳng tính và sống hết mình với anh em bạn bè. Và ngày hôm nay thì tôi biết là có rất là nhiều những anh em bạn bè thân hữu của anh Lâm Vũ có mặt ở đây. Và như Lâm Vũ có chia sẻ với chúng ta là đúng ra là cũng chưa chắc là có một đám cưới ngày hôm nay. Vậy thì cơ duyên nào để dẫn anh đến cái quyết định này? Có phải là do chị Quỳnh Tiên muốn giúp anh hay không, hay là do một cái lý do nào khác ạ? Thật sự là không, mà Quỳnh Tiên cũng không thúc, mà ba mẹ hai bên cũng thúc, mà hai đứa tự thúc. Dạ. Hai đứa tự một cái câu chuyện mà nói ra thì cũng rành dở, nhưng mà đó là thật. Vũ gặp vợ Vũ trong một show diễn dành cho 100 người anh em ở tại Las Vegas. Và trong 100 người đó thì có Vũ, và ở đây có một số anh chị đã có mặt ngày hôm nay về đây cho vui Vũ. Và trong và trong lần đó thì Vũ chỉ gặp Quỳnh Tiên lần một, và lần thứ hai thì Vũ gặp Quỳnh Tiên tại Việt Nam với một bữa đi ăn tối, một bữa tối với một người bạn. Giống như là mình học tiếp mình bên đó về bên đây thì mình tiếp lại thôi, nó cũng chưa xảy ra cái gì. Và một buổi thứ hai tại San Jose thì Vũ có nói rằng mà Vũ qua đây, nếu mà Vũ có nói thì về đây thì Vũ đã đưa bạn đi ăn rồi, thì qua đó thì mình đi lại đưa Vũ lại đi ăn. Thì một thứ đó là công việc qua lại, công việc rất là bình thường thôi. Và trong 5 ngày ở San Jose, Vũ ngồi với những người anh em, những người bạn, Vũ có những cuộc ngồi chơi tới 2-3 giờ sáng, mà không cô này chứ được thức tới 3-4 giờ sáng mà không ăn không uống gì để đợi vợ mình về thôi. Tới ngày thứ năm thì nói là có cô gái nào mà 5 ngày rồi mà không ngồi không ăn, không uống được ly rượu nào mà ngồi như thế tới 3-4 giờ sáng đợi vợ mình về thôi. Tới ngày thứ năm là ngày đó là Vũ phải rời San Jose, mới nói là
em đồng ý làm vợ anh không, chứ chưa có qua giai đoạn yêu. Cái cô gái mình đi này nói là em đồng ý thì thế đó thì có một cuộc hôn nhân em là. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là một mối tình gặp gỡ với nhau là một cái duyên, có thể coi là một cái duyên định mệnh trong cuộc sống. Và mặc dù là Thương cũng nói nghe thì có vẻ rất là đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cô nghĩ rằng là khi đã có duyên với nhau và đã có nợ với nhau thì chắc chắn là sẽ ở bên nhau đến trọn đời, thưa quý vị. Vậy thì xin gợi ý thêm chút xíu nữa thôi là sau cái đám cưới này thì anh chị sẽ quyết định là ở Việt Nam nhiều hơn hay ở Huế nhiều hơn ạ? Là tại vì nếu như anh Lâm Vũ mà đi Mỹ nhiều thì mọi người ở Việt Nam sẽ nhớ anh rất là nhiều ạ. Cái này cho cô dâu quyết định này, phụ nữ bên Mỹ và lady first. Trước tiên thì cho em xin cảm ơn cô chú, các anh chị, ba mẹ của em đã tham gia em luôn đón em đến ngày hôm nay. Con xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Và người mẹ thứ hai đó là người mẹ chồng của em bây giờ. Con xin cảm ơn mẹ đã sanh anh ra và nuôi lớn anh tới ngày hôm nay để cho hai đứa mình đến được với nhau. Con xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và con mẹ nói không luôn được cảm ơn các người anh, cô chú, anh chị và các các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình đến đây để tham dự ngày vui của hai vợ chồng chúng em. Em xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì sau khi lễ thành hôn này thì em nghĩ thì vợ ở đâu thì chồng sẽ ở đó. Nhưng mà vì công việc của anh cho nên á hả, em có thể hy sinh để về đây cùng với anh. Dạ chồng em sẽ đi về về cho nên cũng không có quyết định là ở một nơi nào. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cũng hơi bị khớp đúng không ạ? Thật sự nghe câu đó tốt lắm, tại vì mình làm nghệ sĩ mà trong khi cái môi trường hoạt động mình ở Việt Nam rất là nhiều mà vợ nó đó thì đương nhiên chắc chắn rồi, vợ thật đẹp theo sau này có con nữa thì vợ nói con nói thì chồng mới nghe. Nhưng mà khi mà cái câu thách thức vợ nói thì công việc của anh thì nó phải đi qua đi lại thường xuyên, cho nên là em cũng hy sinh để mà vợ chồng đi đi về, cô đó làm cho anh cảm thấy là yêu em nhiều hơn rất là cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, có lẽ tất cả những gì mà Lâm Vũ và Thủy Tinh chia sẻ với quý vị vừa rồi cũng nói lên được tình cảm rất là sâu đậm của hai người dành cho nhau, và hy vọng rằng là mặc dù là có phải đi đi về về, mặc dù sẽ có những khoảng thời gian phải xa cách nhau, nhưng mà xa thật nhưng không cách lòng, thưa quý vị, và mong rằng là hai người sẽ happy forever với nhau. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép là sẽ không dông dài nữa mà xin phép được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình vươn lên sân khấu để cùng chia sẻ những giây phút đặc biệt này cùng cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời đại diện của họ nhà trai là thân mẫu của chú rể bà Trần Thị Mai và anh tư của chú rể là ông Nguyễn Thanh Phong, và xin được trân trọng kính mời đại diện của họ nhà gái là song thân của cô dâu ông Huỳnh Văn Tơ và bà Trần Thị Hồng. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật đông nhiệt để chào đón đại diện hai bên gia đình. Thời gian đã đến tham dự lễ hành hôn của
xin cảm ơn. Còn một điều duy nhất nữa là cảm ơn hết tất cả anh chị cô chú bác và các cháu đã hỗ trợ cho cái lễ thành hôn này được vẹn toàn và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn Trần Thị Mai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mời cô dâu và chú rể thực hiện nghi thức cắt bánh cưới để đánh dấu. Và đầu tiên sẽ là nghi thức sơ duyệt để bày tỏ thành kính biết ơn dâng lên những bậc làm cha làm mẹ. Trước tiên xin được mời Lâm Vũ Hoàng Tiên thực hiện nghi thức sơ duyệt đến đại diện của họ nhà trai. Và tiếp theo xin được mời cô dâu và chú rể thực hiện nghi thức sơ duyệt đến đại diện họ nhà gái. Thank you.